Chào anh em nha, mình là Quang Bách. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Pokemon Unite nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ chơi Default anh em ạ. Nếu anh em thấy hay cho mình một like, một share, một cái ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Ok, rất cứu anh em ơi. Tên bạn có khá nhiều sát thủ anh em ạ, không biết đánh như nào đấy. Tên bạn lắm sát thủ quá. Tên bạn nhiều sát thủ tí chắc mình học kêu stun anh em ạ. Kêu gây hỗn loạn ấy. Có gì để khống chế mấy con sát thủ anh em ơi. Không nó quà nó cào phải là chết hết tem ấy. Không đùa được. Rồi có con voi nữa. Con voi. Con bố láo này. Rồi thế mà nó băng. Chưa lên cấp luôn. Điều phố này còn phải farm nhiều mới đánh được. Đồ cấp quá. Xui đây theo. Ôi xui này thì này theo. Này thì này theo. Người chơi hệ đánh bom cảm tử. Vào anh em ơi. Ôi xui có áp so. Áp so với chúng tôi này thì áp so. Về rừng farm đi bạn ơi, bỏ quái rừng uổng lắm. Đi rừng là không thể nào mà bỏ quái được anh em ạ. Bỏ quái rừng là thọt đấy. Ui xồi. Ui xồi. Vẫn chưa có kill mới. Úi xồi ôi, thế mà chậm tay kì. Úi xồi, thanh niên đâu mất rồi. Ôi thanh niên nước bụi, ui, áp xo, áp xo. Mày quá. Mày mà tốc biến nhanh anh em mà không được phải đó lên bảng điểm số rồi. Thì mày có chịu thế. Này thì áp so. Này theo này. Luôn. Không ai đánh luôn kìa. Phun cầu ơi, phun cầu ơi. Áp so kìa. Áp so kìa. Cũng hơi khó chịu. Ừ thì bạn cũng trâu. Ok, ăn được một mạng. Đẩy lùi. Đẩy lùi, đẩy lùi. Thế mà không chết kìa. Ây da, mém tí học lộn kêu rồi. Đây anh em ơi. Đây anh em ơi. Không được. Không thể nào mà ném cầu được. Không thể nào mà ném cầu được. Hết máu rồi. Cầu nhiều quá mà không ném được. Toàn phun cầu không thôi. Khó thế. Khó quá anh em ơi. Úi xùi. Úi xùi. Đây 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 đây. Đây. Đây đây đây. Phun cầu rồi đi ném thôi. Này thì voi. Ok này. Cuối cùng nãy giờ mà ném được một phát anh em ơi. Cứ chơi đánh căng quá. Ok. Lại phun cầu ngay 3-3 rồi cũng được.
Mình có kêu khống chế nên gặp tiền mẹ cũng không sợ lắm. Mình có kêu khống chế thì cũng không sợ hẳn. Cứ trên kia em ơi. Ai lên trên phụ đi. Ai lên trên phụ đi. Ai một bắn mất xác luôn anh em ơi. Một bắn mất xác luôn. Vào ném đi, vào ném đi. Một bắn. Ủa, hồi nãy nó mới ulti rồi mà. Hồi nãy nó mới ulti chỗ đây rồi mà ta. Này mới nãy nó combat chỗ đây nó mới ulti rồi mà. Con áp son ulti như hồi nhanh thế. Không sao, mình có kêu khống chế rồi mình cũng khống chế được. Tìm tí. Ai cho ném, ai cho ném gì thế. Mê game ảo ma thế. Hay. Thôi mình đi đánh nhau thôi anh em ạ. Chứ một mình thì không thể nào mà đi lẻ đánh nhau được. Phải đi chung thì mới đánh nhau được. Anh em giải tán hết rồi. Vừa mới chạy xuống cái anh em giải tán luôn thôi chứ. Chạy chậm thế. Xài hi. Đây rồi con voi này. Voi này. Úi xồi, úi xồi. Ai mà vào, bước vào. Bước vào đây, có bản lĩnh thì bước vào đây mà ăn boss. Mình đặt ulti chặn đường cũng được anh em ạ. Đặt ulti đấy chặn đường ai đâu mà vào được. Lên em ơi. Đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên, đẩy lên. Đẩy lên. Một hit nữa, hay. Hay quá. Hay quá. Này thì không chết, này thì không chết. Cứu mạng, cứu mạng. Này thì đứng bàn nhảy với chúng tôi là không được, từ con cá đuối. Này thì nửa cây, này thì nửa cây. Thấy ai qua là bờ mới kêu rồi, đầu liền anh em ơi. Bốc hơi ngay, không nói nhiều luôn. On hit on the mic luôn. Trúng đấy, trúng đấy. Ui trời ơi, sao bắt được mình? Sao mà bắt được mình? Ủa rồi không ai ăn boss à? Boss đi anh em ơi. Ủa đặt cơm tì ngay chỗ đây. Lý quá. Lý quá. Úi xồi, úi xồi, mấy bạn làm gì đủ tuổi mà chơi với mình. Đặt cái ulti vừa đánh người vừa đánh boss luôn anh em ạ, khá ngon. 6-10, úi xồi. Vừa có mạng còn vừa chợ nữa, ngon cơm thế. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. 2 đánh 1 không chụp cũng què mà, chơi luôn. Rồi xong luôn. Rồi xong bạn què, bạn bỏ tôi luôn. Thanh niên chơi luôn nó quay lại. Thanh niên đứng đá mấy phát rồi bỏ chạy anh em ạ. Hề luôn. Cày thế. Phải thấy thanh niên đứng lại là ăn được con nai theo này rồi. Nai theo máu giấy mà. Rồi. Con Tyranita nó cứ ở trên nó giết người cho nó ném cầu thôi. 40 cầu nữa ngon cơm. Vinh luôn. Trận này gian bẹn nhiều sát thủ nhưng mà gặp mình có chiêu khống chế thì thôi. Sát thủ cũng coi như bỏ anh em ạ. Mình khống chế là anh em súng vào mà mỗi người một quả là đi ngay. Kiền cơm win quá nhiều. Nhưng mà không được MVP. Ném cầu 204 cầu, giết 6 chợ 10, khá hợp lý. 8
89 điểm anh em ạ, thua 1 điểm thôi. Ok, chào anh em nhé.